Rất là vui mừng khi được gặp lại các bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tấm trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Sự thật tuyệt vời, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, biết được thiên cơ, đến thời đổi vận, đúng tháng 6 âm lịch 2024, làm đâu chúng đó, tiền về như thác lũ, giàu có cũng là lẽ đương nhiên. Thưa quý mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tháng mến, cô bác anh chị đã sẵn sàng để thành công, chắc là có. Vậy cô bác anh chị đã sẵn sàng để lại một lần tiếp tục cống hiến hay chưa? Bạn đã sẵn sàng để lại một lần, ngẩng đầu nhìn trời cao mà cười thả cửa, đã sẵn sàng để lại một lần cháy, lại một lần cố, lại một lần gắng, lại một lần nỗ lực, lại một lần kỷ luật, theo đuổi những dự định của cuộc đời. Nếu câu trả lời trong tâm khảm của cô bác anh chị là có, vậy tức là cái tâm cô bác anh chị muốn, cái thân của cô bác anh chị động, khớp với sự xoay chuyển của thời vận mệnh đề. Lần này, hãy cứ làm việc trong thầm lặng, để thành công cất tiếng nói riêng thay cho cô bác anh chị, nói hơi sân si một tí. Sự trả thù thỏa mãn nhất với những kẻ từng quay lưng với cô bác anh chị là thời điểm cô bác anh chị thành công vượt bậc, thành tựu đầy thân. Nhưng thật ra khi đạt được điều đấy rồi, cô bác anh chị cũng sẽ thấy những kẻ đó chẳng đáng để bạn tâm. Suy cho cùng là sống là vì ta, vì vui, vì những người đáng được yêu thương, vì những người đáng được tri ân, vì những cá nhân đã lựa chọn gian tay tin tưởng ta ở những thời khắc tăm tối của cuộc đời. Có phải vậy không, hả Quý Sửu, hả hành nội chi mã? Thưa quý mệnh chủ Quý Sửu, chúng tôi biết, chúng tôi không phải thần thánh, không cho cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp cô bác anh chị cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý cô bác anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Tổng quan về tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 là tuổi con trâu, thuộc mệnh mộc, tang đố mộc, gỗ cây dâu, giống như cây dâu tằm. Người mang bản mệnh này có nhiều đặc điểm của đời sống phức tạp và là người có năng lực. Số của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 rất hợp vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Nếu bản mệnh tuổi Quý Sửu lựa chọn để xuất hành hay thực hiện những công việc trọng đại, sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn, đem lại nhiều tiền tài, mưu sự át thành, đại cát, đại lợi. Bước sang tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tháng có nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện, báo hiệu sự nghiệp có sự chuyển biến tốt đẹp. Con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, mục tiêu đó nâng cao vị thế và uy tín của bản thân. Tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, cuộc đời tuổi Quý Sửu vô cùng suôn sẻ thuận lợi, công danh sán lạn, rộng mở, có thể đạt được địa vị cao, vào chung vận đời sống của người tuổi này có thể lên đến đỉnh cao. Nói chung là người tuổi Quý Sửu, có cuộc sống sự nghiệp, danh vọng vô cùng tốt đẹp, công danh có nhiều bước tiến lớn, vào chung vận, hậu vận gặp nhiều may mắn, an nhàn, thành thơi. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, năm 2024 của 12 con giáp thấy rằng, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, sẽ có một tháng khá tất bật với nhiều dự định và nhiệm vụ cần thực hiện, chứ không thể đùng đỉnh được. Chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực cũng được phát huy cao độ. Tháng có nguyệt lệnh lâm quan đới, báo hiệu sự nghiệp có sự chuyển hướng tốt đẹp, khẳng định được vị thế,
uy tín của bản thân. Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân, sẵn lòng ghen ghét, tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra. Trong tháng, nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Tình hình tài chính bình ổn, các khoản thu chính và phụ đều, bạn cũng biết cách chi tiêu cân đối, có đồng vào đồng ra, nhìn chung không lo túng thiếu. Có điều bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc, nên chi phí cũng không nhỏ. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân, luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm. Trong tháng có ngũ hành tháng xung khắc, nên chuyện tình cảm của Sửu phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió. Với người độc thân, tình cảm như cá nước chim trời, khó nắm bắt, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện. Đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình. Người đã kết hôn, cần cẩn thận đào hoa giữ phá hỏng hạnh phúc gia đình. Tháng này sức khỏe của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, có dấu hiệu sa sút do phải dịch chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Tuy nhiên đó đều là vấn đề đến từ thể chất, nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục thể thao. Và sau đây là vận trình tổng quan trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn. Có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tháng 6 âm lịch được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với tuổi Quý Sửu, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Được tam hợp thái tuế che chở, tử vi tháng 6 tuổi Quý Sửu âm lịch dự báo, con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này, tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Quý Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn cả, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Chi tiết phương diện cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Quý Sửu được tam hợp thái tuế phù trợ trong tháng, nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển, môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có người giúp đỡ. Bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội để phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi tay của mình. Tuổi Quý Sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều, dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tháng này Quý Sửu không có nguyệt lệnh ủng hộ, lâm cung suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành sự thận trọng,
cần tác vô áy náy. Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần nên kế hoạch công việc rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng, vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Về mặt tài lộc, bước sang tháng 6 âm, phương diện tài lộc của Quý Sửu cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, thứ tài có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này Nguyệt lệnh Lâm cung suy, thêm cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần. Chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang, nhiều chi phí tăng cao khiến bạn dù kiếm được tiền đấy, nhưng chi dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều, bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro, nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng. Để tránh các xung đột về tài chính không đáng có, dù có là việc mình quen tay, nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 6 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Quý Sửu có nhiều biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuần này đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước, đôi bên đã chịu dành thời gian để sẻ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đôi khi cũng vì áp lực từ công việc, cuộc sống, lại thêm ngũ quỷ xuất hiện, mang theo sự áp lực, bí bách, khiến hai bạn dễ nảy sinh cãi vã, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẻ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm đến bạn đời của mình, đồng thời cần phải có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Về mặt sức khỏe, tin mừng là sức khỏe của tuổi Quý Sửu không gặp phải trở ngại nào lớn, một phần là vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh Lâm suy, báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường, thời tiết. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng lái xe cẩn thận, kẻo gặp phải sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần của Quý Sửu có chuyển biến tích cực, chỉ số hung vận và cát vận cân bằng, vận trình không có quá nhiều biến động. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải đơn độc nữa, làm việc gì tuổi Quý Sửu cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh. Sự giúp đỡ ấy khá nhỏ, đôi khi chỉ là vài lời động viên an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi Quý Sửu được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say, những mâu thuẫn lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá vượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày, dù vất vả đến mấy cũng cố gắng gượng, mọi thứ rồi sẽ qua. Điều mà ít sự cần tập trung nhất trong tuần này đó là tiết kiệm, không hoang phí và phát triển, nhưng thói quen tốt để có thể tự tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Bạn nên hình thành thói quen tốt này và bạn sẽ đạt được rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Vận trình tình duyên của Quý Sửu đã khởi sắc hơn, nếu thầm thương ai đó, bạn cũng nhận được tín hiệu từ người ấy, tuy nhiên vẫn phải tiếp cận một cách từ tốn bạn nhé. Quý Sửu đã có đôi có cặp, không nên vội vàng tin lời đồn của người khác, bạn hãy bình tĩnh, biết lắng nghe một nửa của mình hơn, đừng để người ấy cảm thấy thất vọng vì cách hành xử bồng bột của bạn.
phương diện sức khỏe của quý Sửu giảm sút do hứng chịu ảnh hưởng từ ngũ quỷ hung tinh. Bước sang tiết trời hạ, tiết trời nắng nóng, dương hỏa vượng, dễ khiến cho bản mệnh bị nội nhiệt, nóng trong, nhiệt miệng, ăn ngủ không ngon. Cẩm nang vượng, vận. Quý nhân, tỵ, dậu. Tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Con số phát tài, 67, 98, 10. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Xem bói tử vi của 12 con giáp cho thấy, người tuổi quý Sửu đón thêm một tuần thuận lợi, vận trình hanh thông, công việc tiến triển suôn sẻ. Tuy có chút vấp váp, nhưng đó như muối bỏ biển, bằng chính sự thông minh, lanh lợi và nhiệt huyết của mình, bản mệnh nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực của bản thân, khiến ai nấy đều phải thán phục. Nhân lúc còn trẻ, khỏe, tuổi quý Sửu có thể đầu tư thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới ở các lĩnh vực khác nhau. Chăm chỉ đọc sách hàng ngày, chủ động chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè, chẳng mấy chốc bạn sẽ tiến bộ lên trông thấy. Tìm việc làm vẫn là điều khó, nhưng bạn đừng quên tương tác, học hỏi, không ngừng. Việc nắm vững kiến thức sẽ giúp bạn cảm thấy bản thân ngày càng vững chắc, tự tin hơn khi phỏng vấn. Trong tuần có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá bởi sự xuất hiện của âm sát hung thần. Âm sát đại diện cho thế lực hắc ám, có thể gây ra nhiều phiền nhiễu, hòng cản trở con đường tiến thân của mệnh chủ. Vì thế làm gì cũng phải thận trọng, đừng thấy phía trước trải hoa hồng mà cứ thế khinh suất, hãy bước đi thật chậm, chậm mà chắc, còn hơn nhanh ẩu đoảng. Sự xuất hiện của Thái Tuế cũng có thể mang tới một vài bất lợi cho công việc của quý Sửu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không lớn, bạn vẫn kiểm soát tình hình rất tốt, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Có điều, tinh thần bản mệnh bất ổn, suy nghĩ nhiều, dẫn đến ăn uống kém ngon, ngủ cũng không sâu giấc, sức khỏe tự nhiên giảm sút. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, hợi, ý. Tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài, 08, 57, 22. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 6 âm lịch. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của quý Sửu có chút giảm sút, hung vận lấn át cát vận, lại có thiên cầu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cầu mang điềm báo của thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở con đường tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp. Nhắc nhở những chú trâu, chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bột phát, kẻo rước họa vào thân. Tuổi quý Sửu vốn thẳng tính có gì nói nấy, không kiêng nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống trong mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến không ít người khó chịu và chính bạn cũng gặp phải không ít rắc rối, tốt hơn hết, thay đổi một chút tránh chuyện thị phi. Những ngày đầu tuần của bản mệnh không được may mắn, giữa tuần tình hình có khá hơn nhưng không đáng kể. Ảnh hưởng của thiên quan nên bản mệnh có phần mỏi mệt, gặp vấn đề về sức khỏe, công việc quá nhiều, có thể khiến bạn căng thẳng và kéo theo một cơ thể mệt mỏi. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ở ngoài những dự tính của bạn, khiến cho bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Sức khỏe của quý Sửu giảm sút nghiêm trọng, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường về răng miệng, da rẻ và xương khớp, cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn nhiều rau, hạn chế thịt thà. Bên cạnh đó, tăng cường luyện tập thể thao, lười và thiếu vận động chính là nguồn gốc của bệnh tật. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, ý, tỵ. Tiểu nhân tuất ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 76, 22, 19. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch. Tuổi quý Sửu sẽ đón một tuần khá bình yên, không quá nhiều sóng gió, mọi thứ diễn ra đều đều, nằm trong tầm tay của bạn. Có điều đôi lúc bản mệnh cố chấp, xử lý tình huống thiếu nhịp nhàng, thiếu cẩn trọng nên vẫn phạm lỗi nhỏ. Dù sao đã làm sẽ có sai sót, không sai sót trừ khi mình không dám làm, dám làm dám chịu, đó là cá tính mà ai cũng phải nể phục ở bạn. Tuần này thiên đức cát tinh vẫn trợ giúp đắc lực cho phương diện sự nghiệp của tuổi quý Sửu, sự nóng nảy cáu bẳn trong bạn được tiết chế rất nhiều, những suy nghĩ tiêu cực cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những điều lạc quan thú vị, bởi thế bạn chủ động trong các mối quan hệ xã giao, làm gì cũng được người khác nhiệt tình giúp đỡ, không lo đơn độc một mình. Tỷ thiên là yếu tố có sự biến hóa đa dạng, vừa tới để có thể chọn lựa cho bản mệnh, vừa tiềm ẩn hung tính, nhắc nhở Sửu phải cẩn trọng với chính mình và những người xung quanh.
Sở dĩ nói như vậy là mong muốn bạn dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn, đừng chạy theo những ảo tưởng tình cảm để rồi vỡ mộng. Tình yêu không thể gượng ép, càng ép càng khó thành, vì thế hãy để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, tới lúc cần buông rồi thì hãy buông, níu kéo làm chi cho thêm khổ. Thời điểm giữa tuần là thời điểm không tốt nhất, bạn phải để ý cả phương diện mối quan hệ lẫn tình cảm nhất, là khi xuất hiện kiếp tài, thay vì suy nghĩ tiêu cực với những gì đã xảy ra, bạn nhớ tỉnh táo, đánh giá lại tình hình đã nhé. Nhờ có sao tử vi trợ lực, nên bạn có cảm hứng để trau dồi nhiều kỹ năng mới, cũng như học hỏi về hành trang khởi nghiệp. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội để bạn đáp ứng những tham vọng phát triển sự nghiệp của bản thân. Sức khỏe của quý Sửu trong tuần khá tốt, đó là nhờ cách ăn uống khoa học và việc chăm chỉ tập luyện thể thao. Tuy nhiên sang tiết trời hạ, nắng nóng khiến cơ thể sẽ bị suy nhược, mệt mỏi, bạn cần bổ sung nhiều nước hơn, hạn chế vận động mạnh và tránh ra ngoài trời nắng vào thời điểm nắng gắt. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân Dần, Thân, màu sắc may mắn, vàng kim trắng, con số phát tài 89, 34, 12. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, thay vì tham lam những thứ không thuộc về mình, tốt hơn hết là hãy tỉnh táo giữa một cuộc sống đơn giản, không tham lam, kiềm chế chính mình là sự khôn ngoan lớn nhất của một con người. 1. Sống ở đời đừng nên tham lợi kiếm rẻ, người tham lợi nhỏ sẽ dốc hết tâm trí, bất kể đó là lợi ích nhỏ hay là tài sản chính. Khi mua rau họ cân nhắc từng gam, cãi nhau chỉ để người bán cho thêm một chút. Khi đi ăn cùng người thân, bạn bè, họ không bao giờ chịu trả tiền. Khi thấy ai đó rơi tiền trên đường, họ nhanh chóng cất vào túi của mình. Những người như vậy, tự cho mình đã được lợi và tự mãn. Nhưng họ không hề biết rằng họ đã vì cái tham, cái nhỏ mà mất cái lớn. Thời gian luôn công bằng, những lợi ích mà họ tham lấy sẽ phải trả gấp đôi trong tương lai. Thái Căn Đàm từng giảng, đừng cầu phước vi phận, đừng ham lợi bất nghĩa, cần phải giữ tâm thanh bạch, không được có tâm tham lam. Mọi tính toán chỉ là tự răng bẫy cho chính mình. Người luôn muốn lợi dụng sẽ đánh mất lòng tin của người khác, đánh mất nhân phẩm và cốt cách của chính mình. 2. Sống ở đời đừng tham danh vọng, có câu tục ngữ dân gian thế này. Người đàn ông cao quý ở sự can đảm, danh tiếng vô nghĩa nào có giá trị gì, thế giới có hàng ngàn người, nhưng hầu hết chỉ là hư danh. Khi còn trẻ ta luôn bon chen, tranh giành danh vọng, tranh ánh hào quang, trải qua thất bại mới biết rằng, không tranh đấu, không cần mưu cầu danh, mới là cao quý. Người có phẩm chất tốt là người không quan tâm đến danh lợi, trong khi những người tham muốn giành danh vọng lại bị áp lực và thậm chí tổn thương từ nó. Danh tiếng tốt không bao giờ đạt được bằng cách phô trương, nó cần thời gian để đúc kết và khảo nghiệm. Những gì của bạn cũng sẽ tự nhiên thuộc về bạn, tựa như dòng nước thiện lành, âm thầm nuôi sống vạn vật trên đời mà không hề tranh giành với ai. 3. Là người chớ cầu an phận, Ronaldo từng nói, sự lười biếng thật là kỳ lạ, nó khiến cho bạn tin rằng đó là sự thoải mái, là sự nghỉ ngơi, là sự may mắn. Nhưng thực tế, nó mang đến cho bạn sự buồn chán, mệt mỏi, chán nản, nó cướp đi hy vọng về tương lai, cắt đứt tình bạn giữa bạn và người khác, làm tâm hồn bạn ngày càng hẹp hòi, ngày càng nghi ngờ về cuộc sống. Đừng để lòng tham an phận tạm thời phá hủy cả cuộc đời phong thủy của bạn. Có những cô gái xuất thân giàu có nhưng vẫn miệt mài ở văn phòng đến rạng sáng, còn những thanh thiếu niên sau khi trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng, hàng đêm vẫn chơi game trong ký túc xá. Có những nhân viên văn phòng sống trong tòa nhà sang trọng, vẫn đấu tranh giành thành tích, cũng có những người trẻ luôn sống dựa vào sự hỗ trợ từ cha mẹ. Khổ trước sướng sau, người càng xuất chúng càng biết cách bứt phá khỏi lối suy nghĩ cố hữu và đón nhận những thử thách mới. Đừng nên sống quá thoải mái khi đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của quý Sửu, sinh năm 1973. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.